Mời bạn trai. Rồi, chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quỳnh Ninh, chào quý vị khán giả. Em tên là Dư, sinh năm 1985, quê tại Thanh Oai, Hà Nội. Em mới vào Bà Rịa Vũng Tàu sinh sống được mấy tháng ạ. Công việc của em là kinh doanh online ạ. Ở tại thành phố Vũng Tàu không em? Dạ, em ở xã Long Phước, Bà Rịa đấy ạ. Mình kinh doanh cái gì cơ? Dạ, em bán dược liệu, em chịu trách nhiệm bao tiêu đầu ra cho mấy hộ nông dân ạ. À, mời nhà trai. Em xin chào, em chú Kinh Linh. Chào Ngọc Lan ạ. Chào quý vị khán giả. Xin tự giới thiệu, em họ tên là Trần Thành Do, sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình. Hiện tại thì em đang làm và sinh sống tại Nhân Trạch Đồng Nai. Làm gì Do? Dạ, công việc của em là bên thầu xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, công ty, sự nghiệp. Làm thầu được bao nhiêu năm rồi? Dạ, 9 năm ạ. 9 năm rồi hả? Dạ vâng. À, Do Dư, ấn tượng ha, lạ đó. Lúc nào mà chi cái gì ra là phải do dự suy nghĩ coi là chi cái đó có đúng hay không. Là hai bạn này ở với nhau là tiền nhiều, bảo đảm. Thêm dấu nặng để dự là được. Bây giờ nhà gái nè, giới thiệu cho Ngọc Lan với Quyền Linh biết về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em là em có tình thương người. Ví dụ như là em bán hàng thì em hay bán sỉ. Ví dụ như ô tô đến lấy hàng hay là bưu tá đến lấy hàng mà toàn những cái bao tải lớn ấy, em thấy người ta đổ mồ hôi ra làm cho mình mà thấy họ cực quá, em hay hỗ trợ họ tiền xăng lắm. À, làm cái gì mà ví dụ như họ đến lấy hàng mà không kịp, hay em báo lên chăm sóc khách hàng mà nói là có mail là khiếu nại cho bạn ấy, em luôn luôn em nói với người ta là đừng có phạt người ta nhé, vì người ta làm đổ mồ hôi ra không được thưởng thì thôi, đừng có phạt, tội lắm. Ai làm cũng vì mưu sinh thôi, cứ có thể người ta lấy hàng không kịp thì vì họ bận, cứ đừng có làm gì phiền người ta nhé. Dạ, em nói vậy. Và trong bên ra ngoài xã hội ấy, em gặp ai cái gì mà khó khăn ấy, trong cái phạm vi em có thể giúp được là em giúp. À, cái khuyết điểm của em là em hay quên. Nhiều khi khách hàng gọi điện đến, em ơi gửi cho chị cái này cái kia, tắt máy là em quên đi. Xong em phải nhớ cái người đấy gọi em nhắn lại, chị ơi chị lấy cái gì chị nhắn lại giùm em nhé. Tại vì nhiều khi em cũng quên. Quên cái đó được nhưng quên lấy tiền luôn mà mệt. Đúng rồi, có những đơn hàng mà em quên thu tiền, xong khách họ nhớ họ lại nhắc em. Trời ơi chết rồi. Những người từng tần số thì sẽ thế thu hút lẫn nhau. Thì em thấy là những khách hàng mà em gặp thì toàn những người rất là đàng hoàng, tử tế. Dạ. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm mình là gì? Dạ, ưu điểm của em thì trong công việc là ok. Nhiều khi là công việc nó gấp quá thì làm tới 90 giờ đêm. Nhược điểm của em thì ngủ lười. Nhiều khi công việc mình làm nó áp lực quá, thời gian là mình hạn chế quá. Để mình đi chơi đâu này kia thì về thì nhiều khi buổi sáng nó mệt quá là mình lại không có muốn đi làm. Hiện nay thì đường tình duyên của em là sao? Cùng một đơn đo. Em có con sinh năm 2014. Em kết hôn 2014, nhưng mà ly hôn thì năm 2017. Giờ bé thì hiện tại đang ở Kon Tum với mẹ. Là coi như 6 năm rồi ha? Dạ. Lý do ly hôn thế nào em? Tức là vợ chồng nhiều có cái nó mâu thuẫn ở trong công việc, rồi vấn đề kinh tế nó nhiều cái nó trắc trở quá, rồi nó gom lại. Chứ em ở 5 năm bên Lào ạ. Dạ, ở bên đó thì quen nhau bên Lào. Hồi xưa em ở Lào thì em cũng làm bên xây dựng. Tại vì điện em làm ở trên cáo, thì điện nó giật, mình mới rớt xuống đất rồi. Tại vì đất khách quê người mà, thấy người ta cùng chăm sóc mình này kia rồi nảy sinh cái tình cảm với nhau đấy. Giật rơi xuống đất luôn á hả? Dạ, lỗi trong cái tai nạn lao động. Thôi, đó là phần bên nhà trai, còn nhà gái sao nè? Em ly thân từ năm 2014 và em chính thức ly hôn từ năm 2020. Em có một bé gái, dạ, ở với em, không cần chồng em chu cấp gì hết. Và bây giờ em mới chuyển vô Bà Rịa thì cuộc sống của em nó tạm thời chưa ổn định ấy, thì em chưa đón con vào, nhưng em là người trực tiếp đẻ ra con thì em có trách nhiệm với con. Hiện tại thì bạn ấy đang sống với bên ngoại. Lúc mà em con em còn nhỏ thì em chỉ lo đi làm xong tối về với con. Hôm khi con em lớn lên một xíu hoặc lớp 3 thì mẹ em lại bệnh, lại tai biến, phải ngồi xe lăn ấy. Em mình lao động chính trong nhà. Nhà em có bố mẹ già này, mấy con nhỏ, thì em nào vừa là lao động chính chăm sóc cả người già người trẻ. Em không có thời gian đi đâu hết. Và lúc đấy em cũng mất niềm tin vào đàn ông nhiều lắm. Dạ. Cô ấy rất là xúc động. Tất cả những cái chuyện đó nó qua hết rồi. Chuẩn bị để mà đón một cái cuộc sống mới. Chúng ta chuẩn bị để dở một cái trang sách mới trong cuộc đời của mình. Anh nghĩ rằng chúng ta đừng có cứ vướng bận những cái quá khứ nhiều quá. Có mong muốn một người bạn trai mới của mình nó sẽ như thế nào? Dạ, em thì em không cầu toàn quá nhiều. Em chỉ có một cầu duy nhất là
bất kể trong đời sống hay trong công việc thì làm cái gì cũng phải có đạo đức, phải có lập trường để cùng em nuôi dạy con cái và đối nhân xử thế với nội ngoại hai bên, vậy thôi ạ. Vậy thôi ha. Chí tiến thủ, đặc biệt là không rượu chè, không cờ bạc, không em không chịu được cái mùi thuốc. Rồi, em chào chị. Dạ, chào nhà trai. Nhà trai có nghe những cái không của bên kia chưa ạ? Dạ, nghe rồi ạ. Nhà trai thấy mình có dính cái nào không? Công việc của em thì cũng phải có giao lưu, giao tiếp với nhau. Thì rượu thì em không uống nhiều. Có thuốc không? Dạ có. Bên kia ta chịu không được mùi thuốc đó. Anh em cố gắng bỏ thôi, chưa biết sao giờ thì... Ừ, với lại hút thuốc cũng không có tốt đâu, thôi bỏ đi ha. Dạ vậy. Bây giờ mình mong muốn có bạn gái như thế nào nè? Em thì cũng không cần gì nhiều, chỉ yêu cầu bạn gái biết san sẻ công việc, hiểu cái công việc của em, biết kính trên nhường dưới, đừng có để đừng sống, đừng có để mất lòng bên nội bên ngoài, không phải sống phải có sự tôn trọng lẫn nhau vậy. Dạ. Nên hai bạn là cũng có một cái điểm chung rồi đó. Mình đi dài vậy bạn nhà trai. Dạ hôm nay em đi với anh chị họ với hai đồng nghiệp của em. Rồi mời đại diện nhà trai. Chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Cho em nhận xét về Gió thì Gió là một người thật thà, hiền lành và chịu khó làm ăn. Bạn nữ bên này nhìn kiểu là rất là ok, hiền, biết làm ăn đấy. Dạ, nếu cảm ơn có anh. Cơ hội thì hai người cho nhau. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ, em như mình. Có Ngọc Lan lo. Dạ. Ha. Giờ thì hay ông Mai bà mối sẽ mở rào để cho các bạn gặp nhau thôi. Mở rào. Dạ, tặng anh cây đàn này để mong anh lúc nào cũng may mắn và phát đạt. Em cảm ơn. Anh đến đây tuyển vợ? Em hỏi hơi thô nhưng mà anh đến đây tuyển vợ đúng không? Vậy cho em nộp hồ sơ ứng tuyển được không? Nhưng em có sổ nghèo có được ưu tiên không anh? Anh đi tỉnh anh nó về lắm. Thằng tỉnh rồi nhà tuyển thích cái sự vui vẻ thôi chứ dạ. Không có. Hiện tại ở Bà Rịa Vũng Tàu ở chỗ nào vậy? Dạ, em ở Nông Phước ạ. Anh hiện tại đang làm gì ở chỗ... Dạ, chú Phá em... Bà Rịa cùng với anh em nhỉ? Dạ. Công việc của anh có bận không? Công việc anh thì sáng đi, chiều tối mới về. Chủ nhật á, thì mình có thể nghỉ ngơi được một bữa thôi. Phải thức dậy từ 5 giờ sáng, dù có mệt nữa cũng phải cố gắng dậy để mình sắp xếp công việc cho thợ thấy nó làm. Rồi lúc đó sóng suối rồi mình mới rảnh được. Dạ. Còn em thì lao động tự do nhưng mà em cũng khá là bận. Bởi vì là đôi khi em phải nhập hàng hoặc là ra hàng ấy. Thành ra nó không cố định giờ giấc á. Ví dụ như là đúng lúc anh gọi điện hay nhắn tin em không trả lời kịp là em đang bận công việc đó. Ví dụ như hôm nay em đến đây là em cũng phải thông báo với khách hàng của em là hôm nay em không có thời gian cầm điện thoại, khách hàng cần gì thì cứ để lại tin nhắn, xong việc em sẽ trả lời. Cái đó thì không sao. Vậy anh có cái tiêu chuẩn gì cho người vợ của mình trong tương lai không? Anh trong tương lai thì chủ yếu là cái người vợ là họ biết cái cảm xúc của mình. À, biệt san sẻ công việc, biệt đối xử bên nội bên ngoài chứ không có bỏ bên này tôn trọng bên kia, phải biết kính trên nhường dưới. Dạ, bởi vì em sinh ra là con nhà nông cho nên là đặc biệt nhà em lại toàn con gái, cho nên bố mẹ em á lúc dạy em là phải làm gì thì làm nhưng phải có đạo đức, cho nên là em luôn luôn biết tôn trọng người lớn. Dạ. Cái đó là rất ok. Không. Và anh có yêu trẻ con người lớn không? Với anh cái tuổi tác nó không có trọng, kiểu là cái suy nghĩ của người ta như thế nào cảm nhận về mình thôi. Dạ. Còn với anh cái tuổi tác nó chỉ là cái vấn đề xứng hố với nhau nhiều khi mình gặp ngoài á. Dạ, đó. Em hiểu. Nhưng mà nhiều người rất là ngại khi mà khi nghe đối phương có một con riêng. Đối với em thì em không ngại bởi vì em yêu trẻ con và đặc biệt người già nữa. Cho nên không, anh cũng có một đứa con riêng. Dạ, vâng. Cho nên anh hiểu vấn đề đó mà. Em đặt câu hỏi đó. Chúng mình có cơ hội đến với nhau thì anh định thích con trai con gái? Vậy anh con trai con gái gì cũng được hết. Mình đã có duyên để với nhau, mình đã có duyên để ngồi đây thì con trai con gái gì là do trời nó ban cho mình. Dạ. Cái quan điểm về tình yêu của em là như thế nào? Em thì như em nói là người chồng của em là phải, thứ nhất là phải có đạo đức đầu tiên, thứ hai là phải có chứng kiến để biết phân biệt đúng sai. Đặc biệt em sợ nhất là chồng nghiện rượu. Thuộc lá thì mình có thể cai được, nhưng mà về cái rượu thì mình có thể hạn chế trong con người mình. Tại vì công việc của anh cũng phải là giao lưu. Trong trường hợp nào thì mình cũng luôn làm chủ mình đúng không? Đúng rồi em. Kinh tế trong gia đình thì theo em thì ai quản lý, ai quyết định? Với cái kinh tế thì em nó dễ dãi lắm. Của chồng là con vợ. Dạ. Anh đi làm về như 10 triệu thì anh đưa cho em cả 10 luôn cũng được. Nhưng mà để khi xe anh hết xăng ấy
thì anh lại điền alo em, xe anh hết xăng rồi, alo em, xe anh xẹp lốt rồi, chắc chắn em sẽ một giây mốt sẽ có tới. Thử đưa tôi hết 10 triệu coi tôi có đưa lại không. Đừng có thuyết âm mưu như vậy, cỡ nào chúng tôi cũng có cách xử lý và không bao giờ đưa lại một xu nào. Em có phải là người đàn ông ghen hay không, nói cho bên kia biết đi. Em là có cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau là ok ạ. Thì em thì đối với em quan điểm rõ ràng lắm. Em thì không ghen mù quáng. Và em nói thẳng luôn là nếu mà sống với nhau là phải tôn trọng lẫn nhau. Mà khi nào không còn tôn trọng nhau, không còn thương yêu nhau nữa thì cứ trao đổi thẳng thắn. Sợ nhất là sống với nhau mà không thật sự có nhau, đấy mới là một cái điều tai hại nhất. Rồi bây giờ em trai bước tới nắm tay em gái, nói về cảm nhận cái cuộc nói chuyện nãy giờ khi tiếp xúc với em gái. Bước tới đi em. Hai người nắm tay nhau. Em thấy tay anh ấm không? Dạ không, lạnh. Lạnh như con người anh không? Em con người anh thì em không biết, em chỉ biết tay anh lạnh. Chứ anh chắc cũng hiền, cũng dễ thương. Anh hy vọng rằng qua cái chương trình này thì chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn. Quên rồi. Về vị trí các bạn, chúng ta để tay vào nút bấm. Khi hai bạn quyết định thì hai bạn phải có trách nhiệm với cái quyết định của mình. Ngọc Lan sẽ đếm và hai bạn sẽ bấm nút sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3 Dư không bấm. Dạ. Lý do? Dạ em chưa tìm thấy điểm đồng cảm trong con người anh ấy. Dạ, em cần một người đàn ông mạnh mẽ để có thể che chở cho em. Tại vì là từ nhỏ giờ em hay bị bắt nạt. À, có thể là bạn trai chưa biểu lộ hết những cái gì mà... Thời gian ít quá. Ừ. Dạ không sao ạ. Nếu em sinh năm 1996, quê em ở Sóc Trăng. Hiện tại em đang làm ở một phòng khám bên Nhân Trạch. Nhân Trạch Đồng Nai đúng không? Dạ, mình làm cho phòng khám gì? Không, ý là chị biết thôi chứ chị không có... À, tại vì em làm phòng khám bên sức khỏe chị. Phòng khám bên sức khỏe tư nhân hả? Phòng khám đa khoa hay như thế nào em? Đa khoa. Ừ. Thì là em sẽ làm cái khâu nào trong đó? Dạ, em làm bên mảng đông y. À, mảng đông y. Tại vì á, cái này là khi mà em tham gia chương trình thì cũng sẽ có cái phần gọi là xác nhận nơi em đang làm việc. Dạ. Ừ, em cứ chia sẻ thôi ha. Là làm bên mảng đông y hả? Dạ. Ừ. Rồi, ok, gia đình em là hiện tại ở Sóc Trăng hết hả? Dạ đúng rồi. Ừ. Ok, ở đây là mình sẽ chia sẻ thật tất cả cái thông tin của mình cho chương trình ha. Và chương trình cũng sẽ không có tiết lộ cái thông tin đó, kể cả cái thu nhập của mình và cái các thứ. Thì ví dụ biên tập họ hỏi thì họ chỉ cần biết những cái mức thu nhập như vậy thôi ha. Thì thứ nhất là mình cũng sẽ phải thành thật với chương trình nè. Mình cũng phải dành thời gian, cũng phải nhiệt tình với chương trình. Tại vì chương trình cái người sẽ là tìm cái cô gái phù hợp nhất cho mình ha. Ừ, rồi. Em là sinh năm 96 thôi hả? Dạ đúng rồi chị. Ừ. Em Hiếu hay là Hiến? Hiếu. Hiếu, Hiếu. Ok. Rồi, Hiếu chia sẻ về bản thân em đi Hiếu. Em có những cái điểm mạnh, điểm yếu như thế nào ha? Chị là vui vẻ, nhiệt tình, nhưng mà đồng với chơi thể thao. Ừ. Chơi thể thao là chơi được môn gì? Nói chung là bóng đá, cầu lông, bóng chuyền đều chơi được. Nhưng mà không hay lắm. Ừ. Rồi, còn trong đây chị thấy là còn thích ca hát thì kia nữa hả? Dạ. Thường là hay thích thể loại gì, hát bài gì? Nói chung là nhạc trẻ hay là chương trình cũng được. Ừ, ok rồi, hát thử bạn chị nghe đi. Tại vì em không nhớ lời. Đoạn ngắn thôi, bài gì cũng được. Không nhớ lời, lấy điện thoại ra hoặc nhớ hát một câu thôi, mấy câu thôi. Để em lấy điện thoại ra cho dễ. Rồi, ok. Ừ. Bài tù, karaoke 100 điểm nha. Mấy anh xong rồi tới hát múa thì chuẩn bị luôn ha. Võ thuật đồ này kia đó, biểu diễn cái là đậu luôn, khỏi cần phỏng vấn nữa. Cái này là mình đang thể hiện cái sự tự tin của mình hay là không trước máy quay ha. Chứ không phải là kêu gì cũng không làm là không được ha. Rồi lên sân khấu là có mình chủ động tương tác với MC thôi. Và đặc biệt là bạn nữ bên kia nữa, và chương trình ở đây hỏi để mình tập làm quen cái không khí, cái nhịp điệu như vậy. Cho đây em hát luôn hả chị? Ừ. Một lời giúp các người tìm lối khác. Về nơi thật nắm em có nhớ đâu bên đời. Một người trong ngóng em về như vậy. Xài rung quá hả? Trời ơi, đây là chưa gặp bạn gái mà đã rung rồi. Tôi nó lên sân khấu mà gặp bạn gái nữa, không biết nói sao nên lên lời nữa. Còn rung cũng vậy. Còn rung mà đâu có gì đâu, rung. Tự tin thoải mái lên. Cái này là vòng đầu tiên, là vòng mình casting để thử thôi nha. Rồi nếu mà đi sâu vào vòng sâu hơn nữa thì mình sẽ trao đổi kỹ nội dung với biên tập.
Rồi bây giờ mình chia sẻ về tình trường của mình đi. Chị là em trải qua hai mối tình rồi. Cầm mic lên nói với chị ha. Chị là em từng trải qua hai mối tình rồi. Một mối tình là lúc em còn đang là sinh viên, và một mối tình là sau khi em tốt nghiệp ra trường. Hồi trước em học sinh viên trường gì? Dạ, học bên y chị. Đại học gì? Học y ạ. Học y hả? Của trường gì? Của trường Y tế Sóc Trăng. Y tế Sóc Trăng. Rồi quen được bao lâu sau khi này? Dạ là quen từ lúc mà em đăng ký học ở trường đó đến khi em ra trường. Ra trường là chia tay mấy năm? Dạ, cũng 3 năm. Lý do sao em chia tay? Là do lúc đó không còn hợp nữa chị. Tại vì em ra trường em chưa có việc làm. Chưa có việc làm ổn định lắm. Ra trường chưa có việc làm ổn định là bạn gái từ chủ động chia tay hay là em cũng cảm thấy không phù hợp em dừng lại? Tại vì là bạn ấy nói là nếu mà em không có việc làm thì nói chung là cũng khó khăn trong cuộc sống nên em để bạn ấy đi tìm được mất. Giờ thì đã tự tin là kinh tế của mình có thể lo được cho bạn nữ nếu mà tìm được người phù hợp chưa? Dạ thì bây giờ thì em đã có một việc ổn định rồi. Chia sẻ một chút về cái mức lương của mình đi, là thu nhập mức lương của em, thu nhập của em chỉ là tầm 7 triệu trở lại thôi. Rồi vậy thì cái mối thứ hai thì như thế nào? Dạ mối thứ hai là ở gần nhà em nhưng mà cũng được một thời gian cho em đi lên đây làm đó chị. Xong cái từ từ hai người bắt đầu trở nên tình cảm phai nhòa đi. Cái em chủ động chia tay rồi. Chủ động chia tay rồi bao lâu rồi em không quen ai? Dạ cũng lâu lắm rồi em không quen lại ai. Lâu là mấy năm? Thì từ lúc mà em lên đây làm tới giờ là 2019 thì 2019 tới giờ là em không quen ai nữa. Coi như là 3 năm đó ha. Lý do sao? Tại vì em muốn chú tâm công việc với lại cũng ngại. Ngại gì? Ngại là do người ta nói cái mức lương của tụi em nó thấp lắm chị, cái ngành của em nó thấp. À đó là do em hay tự ti bản thân vậy thôi, cho nên là mình phải tự tin lên nha. Rồi là do là vì cái mức lương nó không cao cho nên cũng hơi tự ti cái phần đó ha. Rồi bây giờ em mong muốn cái hình mẫu em tìm kiếm như thế nào? Nói chung là mỗi người duyên dáng, vui vẻ, hòa đồng, hài hước xíu cũng được. Ngoại hình sao em, cao thấp mặt ốm như thế nào? Bằng cỡ em cũng được, thấp hơn em một xíu cũng sao. Em là cao mấy mấy đây? Dạ, 1m68 ạ. À, rồi là tầm khoảng 1m85 trở lên được đúng không? Dạ. Rồi em mặc cái thắt ốm, da trắng, da đen, tóc tai. Dạ là vừa nhìn vừa dáng vừa thôi, mặc bố gì cũng được. Chúng mình da không đen càng tốt. Không đen, rồi gì nữa? Tính cách thì sao? Là vui vẻ, hòa đồng. Anh nữ quê quán thế nào, được quyền đáp như thế nào thì mình thấy nó phù hợp. Dạ, nếu mà bằng tuổi em cũng được, hoặc là nhỏ hơn em cũng được. Lớn em một vài tuổi cũng không sao mà. Cộng trừ 3 nhá. Dạ. Bạn nói đang sống và làm việc ở đâu thì được em? Ở Đồng Nai cũng được, Sóc Trăng cũng được. Nhưng mà em nghĩ là Đồng Nai sẽ tốt hơn. Còn Sài Gòn thì sao? Sài Gòn nếu mà có cơ hội, nếu mà cuối tuần em có thời gian thì em sẽ qua. Cuối tuần em có thể qua được. Dạ. Đúng không? Có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Em cũng chưa nghĩ đến thì nó không thích. Ví dụ có thích con gái xăm hình không? À cũng không thích lắm. Theo đạo thì sao, bạn cứ theo đạo mình có ok không? Dạ không ạ. Không theo đạo được. Cố gắng mình đưa bước sâu sắc ra. Không đạo. Rồi còn cái phòng gì ở bạn nữ nữa không nè? Dạ không ạ. Hiếu là hơi hiền, hơi nhát quá nè. Nếu mà được chọn ghi hình là cũng phải cố gắng hơn nha. Cố gắng nhiều hơn nữa đó. Lên rồi mình mới có cái bản lĩnh đứng ở trên sân khấu. Tại lúc đó là không có biên tập ở đâu mà ta ra ta nhắc mình đâu. Đó cho nên là một mình để mà nói chuyện với MC tương tác với bạn gái thôi. Có thể là những cái gì liên quan về đông y này kia của em có thể bắt mạch được không? Biết bắt mạch không? Dạ biết. Biết bắt mạch luôn. Rồi Phụng lên đó, bạn bắt mạch thử coi mặt đang kia. Bắt mạch chỉ đếm mạch thôi mà chị. À đếm mạch thôi, đếm thôi coi. Cái nào cũng được. Thường thường là đếm trong một phút. Rồi đếm thử coi. Rồi có nghe được nhịp tim đập không? Soi lên trong phim đâu có ai.
sức khỏe nó hơi yếu em. Bình thường mà chị? Em bình thường đúng không? Em vui vẻ, ổn đúng không? Dạ. Tại nó hay xin phép chị sức khỏe nó không được tốt á. Đâu, đâu à. Mình đi lên đi xuống thì mặt nó sẽ tăng. À rồi, ok. Đấy, mình sẽ có những cái phần tương tác ở trên sân khấu như vậy cho chị, cho nó sẽ thú vị hơn. Chứ không có bị nội dung nó bị nhàm chán quá, thiếu. Cho nên là những cái đó thì ví dụ như chuyên môn của em rồi thì em sẽ tự tin hơn. Và mình cũng sẽ có chuẩn bị một cái gì đó nội dung nó hay ho hấp dẫn hơn. Cái này mình cố gắng phối hợp với biên tập của mình ha, để mà chuẩn bị cái nội dung thật là tốt cho chị nha. Rồi ok, cảm ơn Hiếu, xong rồi đó. Cái gì em 34 tuổi, em nhân Thanh Hóa. Hiện giờ em đang sống và làm việc tại quận 12. Họ tên của mình là gì? Lữ Văn Dũng ạ. Lữ Văn Dũng. Dạ. À, tuổi thọ của mình là 88. Dạ, nhưng mà trong hiện giờ là 39. À, rồi. Gốc gì đây, mình là quê ở Thanh Hóa, mà hiện tại là mình đang làm ở Sài Gòn. Yeah. Ừ, mình vào Sài Gòn lâu chưa? Vâng, hơn 2 năm. Ừ. Rồi, công việc hiện tại của mình là gì nè? Dạ, là em mới mở ở tỉnh Cấp Yên, như mình tháng 5. Ừ. Ở quận mở, quận 12 luôn. Dạ. Yeah. Ừ. Việc tóc đang tên gì? Hoàng Dũng ạ. Hoàng Dũng. Nào, trước khi làm ở quê là mình vào đây mình mở hả? Không, em vào đây học rồi, học và làm luôn. Ngày trước khi em làm thì tóc em làm không được. Em được đi Nhật về năm 2016, đi ba năm, xong làm việc cá, làm cây cảnh và làm gỗ. Em cũng từng mở xưởng gỗ cho mình năm 2010, sau một chút vấn đề thì em không làm gỗ nữa, là em lại đi Nhật ba năm về, xong làm việc cá và làm cây cảnh. Nhiều nghề quá ha. Làm nghề chị. Xưởng gỗ là ở ngoài Thanh Hóa đó hả? Hay gỗ, là ở ngoài Thanh Hóa lúc em mới lớn lên. Sau lúc đó thì quê em phát triển ngành gỗ, em lại mở xưởng gỗ. Thanh Hóa em ở đâu? Mở Thọ Xuân, gần sân bay. Thọ Xuân hả? Dạ. Gần có gần đại học Hồng Đức không anh? Không, xa rồi. Hồng Đức ngoài thành phố hả? Đúng rồi, em ở phía trong rồi. Rồi, đi Nhật và đi xuất khẩu lao động hả? Đúng rồi, đi 3 năm. Hả? Dạ. Rồi. Thì mạnh thì nếu có mình có tin đúng không? Mạnh của em là tự tin, hòa đồng vui vẻ, khả năng giao tiếp tốt và có nhiều tài lẻ. Tài lẻ gì? Ví dụ như trong gia đình mình cứ đặt quạt sửa điện là sửa điện không nước đấy, mà điện nước sửa điện đúng không? Đấy. Rồi. Rồi đồ đồ nó sắp trong nhà rồi con tự làm được. Tự làm được. Tự làm đồ được. Khi cái tiệm tóc em bây giờ là tự em về cô làm 90%. Rồi cắt tóc được đấy đúng không? Cắt tóc nam nữ gì đây? Không, là tóc nam. Tiệm này chỉ cắt tóc nam thôi à? Dạ. Em có sợ không? Hay là mình em làm? Hiện tại mới mở thì khách thì ổn định nên chính mình em làm. Nhưng mà tương lai cũng hướng tới là 5 ghế. Hiện tại là em đề co là 5 ghế. Nhưng mà khách thì ổn định thì em xin mắt mình em làm. Cái tiệm tóc này em mở được bao lâu rồi? 3 tháng chị. 3 tháng. Tức là khi mà đi Nhật về xong rồi vào đây mà học, học về? Không, em đi Nhật xong về là em mở tiệm về cảnh. Nhưng mà thất bại. Ngoài hàng hay hóa luôn hả? Mở bên thị trấn. Động lực nào mà đẩy em từ Thanh Hóa vào trong đây? Em từ bạn ở Đà Lạt rồi, sống gần 2 năm, làm cái cảnh trong đó. Sau lại chuyển ra Hà Nội sống, làm cái cá. Thấy nó hướng cho em là có điện cho em là làm việc làm, em phải làm chủ. Cái công việc em thấy tương lai em không thể làm chủ được. Đó là gia đình lại hướng cho em, nói chung là vì em là người chơi tóc, em là người thích đẹp đẹp. Nên hướng sang là em học tóc đi. Thì khoảng 5, 2 năm là mày sẽ làm chủ được. Sau suy nghĩ mãi thì em mới vào Nam em học rồi mở cái này. Có bài lẻ thì hát hò văn nghệ gì không? Có hát đá banh, thể thao, có thích thể thao. Hát một đoạn thôi nè. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Đã đi hát tiếng Nhật không? Đi Nhật rồi có đi hát? Dạ, quên hết. Quên hết. Lâu rồi, về 16 rồi. Em là bị bệnh hơn độ. Em bệnh có hơn độ rồi nhưng mà bị loạn lắm. À, rồi, ok. Chia sẻ về trước đây mình trải qua mấy mối tình rồi, mà sao mà chia tay? Em có hai mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên là năm 2009-10. Lúc đấy em làm chủ, làm gỗ ấy, thì yêu bạn ấy ở huyện bên cạnh. Xong, lúc là bạn ấy yêu em lắm. Xong đó em có chuyện gia đình, bố nghề đấy. Lúc anh đưa vào con chơi bời này nó thế là gia đình bạn ấy kiểu là không đồng ý ạ. Rồi em đang bông quá không đồng ý. Sau đó bạn ấy không chịu được áp lực từ gia đình ấy thì đã chỉ chủ động chia tay em. Lúc bạn cưới là bạn ấy cần nhắn tin em rồi, cái lúc là yêu em ấy. Sau có bao lần
tính như lúc đó là đang chơi quá. Còn mối tình thứ hai là năm 2010, cuối 2016 đi Nhật về. Là em cũng quen cái bạn ấy, ở cùng quê luôn ấy. Thì lúc đó là đúng là em cũng đang mở tiệm cái cánh. Có một thời gian sau đó, là em lại cũng thất bại mất hết, nhưng mà tiền em đi Nhật về em đầu tư là thấy hết. Thế là lúc đó em chán, em cứ nghĩ cái là em làm thuê á, là em buồn em chán, thì nó lại là tự hướng cho cuộc sống này. Thế là em không quan tâm bạn ấy, thế là lại chia tay bạn ấy. Rồi mới, và từ đó thì em cũng gần những 4 năm ấy, mối tình cũng là tình hiểu quá, chưa đi đâu vào đâu. Rồi coi như là chỉ có hai mối tình đó là sâu sắc nhất đúng không? Rồi mối một là quen bao lâu? Mỗi mối thì khoảng tầm nửa năm. Nửa năm thôi. Mối tình đầu tiên thì em tán em gái bạn ấy, nhưng là yêu cô chị, nói chung là tán có em mà yêu cô chị. Còn mối tình thứ hai thì bạn gái giới thiệu. Rồi vào Sài Gòn là có tìm hiểu cô nào khác không? Ở trong Sài Gòn cũng có. Nhưng mà nếu cô nào cũng nào mà không phù hợp với em? Thực ra là có phù hợp mà em toàn nhắn tin trên mạng, em không muốn năng khiếu có chuyện trên tin nhắn. Em nhắn tin vào bạn gái trả lời là em chán chán, em không có nhắn được. Em thích cái kiểu mà gặp trực tiếp, nói chuyện trực tiếp á, thì nó sẽ gần nhau hơn là nhắn tin. Sao không hẹn gặp trực tiếp? Hẹn thì cũng hẹn nhưng mà mấy bạn nữ nó cứ từ chối à. À rồi, ok, bây giờ chia sẻ hàng mẫu em mong muốn đi. Có bạn gái của em thì em đã từng thích một chị cao 1.5 em cũng thích, cùng thích một bạn là nặng 60-70 kg. Nên hình tượng em là cũng mà trước tiên là không tính kỹ, sống khoáng, không kỳ bộ, không tham lam. Cái hình ngoài đôi khi là em cũng quan trọng lắm, nhưng mà có duyên, nhìn có duyên, có nhau thì yêu được. Là cao thấp mặt ớt thì cũng được, quen cô mặt cũng được luôn, chịu luôn. Để có duyên là nhìn thân, nhưng mà rung động rồi. Thì rung động rồi. Chắc nha, tôi làm sao cho cô 70-80 kg rồi đó. Em là quen từng quen cô 70 kg rồi đấy. À là ok luôn, 1.5 m ok luôn. Rồi. Quan trọng là trái tim rung động thôi. Rung động chứ con trai nó quy bằng mắt không ơi. Mới nhìn xấu quá ai mà rung động nổi. Cô 70 kg đó cô chỉ hơi mập nhưng mà hơi tròn, nhưng mà biết đâu ngoại hình cô xinh, mặt mũi cô xinh. Đúng rồi. Rồi em cũng tự như cô như vậy. Ok, ghép cho cô 80 kg xong. 80 kg được không? Thì bạn nói là bạn tặng ký là nhưng quan trọng là em nhìn xem mới không gặp những chị sinh cũng này nói duyên không. Rồi tuổi tác ba chị mua đây là được. Ok đúng không? Tuổi tác thì chung là hơn em cũng được, hơn em 2-3 tuổi 4 tuổi cũng được, không quan trọng. Quan trọng là đúng thì sao? Bây giờ em thấy em chia sẻ là đây làm gì thì làm nhưng mà phải làm chủ. Ví dụ bạn nữ với bạn thì lại muốn làm nóc nhà thì làm nào? Em đang mong kiếm được một người làm nóc nhà. Tất nhiên em là em không nhiều tiền, em quá nhiều 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 à. Em cần một cái để giữ tiền cho em để chi tiêu cho em. Rồi ạ. Thôi giữ tiền về lắm. Rồi tuổi tác bạn gái thì sao? Thì chung là nửa hơn em, hoặc hơn em 2-3 tuổi cũng sao. Rồi cộng trừ 2-3 tuổi ha. Dạ. Rồi quê quán vùng miền đâu cũng được hay như thế nào? Chúng tôi biết là làm ở Sài Gòn. Để có gì mình chỉ làm trực tiếp. Rồi ý là miễn nào là Sài Gòn được đúng không? Bắc Trung Nam gì cũng được. Rồi, có điểm gì không thích ở bạn gái không? Ngoài dù là sống ích kỷ, đừng tham lam, đừng keyboard, sân khoắn. Đấy, còn nếu mà sang chỗ gì thì ok hết. Thế xì gì cũng được. Nói chung là sao sống cả để người ngoài người ta nói này đến họ. Có hình mẫu nó kiểu như ai không? Không, em không hình mẫu. Nói chung là quan trọng là tính cách. Ok. Rồi, ok, cảm ơn Dũng ha. Dạ. Thì cái gì chương trình sẽ thông tin cho mình biết nha, nếu mình được chọn ha. Dạ,